đây là bố tôi. Tôi cũng không nhớ được chính xác năm nay ông đã bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng, ngày nọ qua ngày kia, khi tôi mở cửa bước vào nhà, bố đều đang ngồi chờ sẵn với cơm canh nóng hổi. Bàn cơm chưa đóng con. Này này, ăn cơm đã con. Con lại phải đến cơ quan rồi. Bố ăn cơm mình nhá. Ừ, thì bố vẫn quen ăn một mình mà. Công việc cứ cuốn tôi đi, để bố một mình với tuổi già cô đơn. Biết vậy, nhưng lúc nào tôi cũng đinh ninh, bố sẽ luôn ở đây, chờ và chăm sóc cho tôi. Đêm qua lại say về muộn hả con? Dậy! Dậy! Bố ơi, con đi làm này. Ồ, ăn đã con, bố làm xong rồi. Trời ơi, con muộn rồi ăn làm sao nữa, mà lần sau bố không phải nấu đâu. Ôi, bố ăn đi. Thằng. Con trai tôi 30 tuổi rồi, sự nghiệp thành đạt lắm, nên nó cứ đi tối ngày. Tôi cũng hiểu cho nó, chỉ là không biết cái thân già này còn chờ đợi được nó bao nhiêu bữa cơm nữa đây. Con làm thế này thì mỗi một ngày được bao nhiêu tiền? Bố ơi, bố cần tiền thì bố bảo con đưa cho bố. Bố không cần tiền, mà bố chỉ hỏi là con làm một ngày thế này của con là bao nhiêu tiền? Tùy dự án bố ạ, 5 đến 10 triệu, cũng có thể hơn. À muộn rồi bố về đi ngủ đi, còn làm nốt việc đã. Bố cần mua gì hay là muốn đi du lịch đâu thì bố bảo con đưa tiền cho bố. Con có tiền mà. Bố có một quyển sổ tiết kiệm định để dành cho con lấy vợ. Thế nhưng mà tình hình này thì chắc là bố không chờ được đến lúc đấy rồi. Tôi bố định là một tháng bố sẽ mua một ngày của con. Bây giờ bố già rồi, bố không cần gì cả, bố chỉ cần là được ăn cơm và cùng nói chuyện với con thôi. Oh.
dậy đi. Con đã chuẩn bị về máy bay. Hai bố con mình đi một chuyến du lịch bố nhá. Cậu là ai? Kìa, bố lại đùa con. Bố dậy đi. Cậu là ai? Bố ơi, con biết là bố vẫn còn giận con, nhưng con hứa với bố, từ bây giờ con sẽ không để bố một mình nữa. Con sẽ chăm sóc bố. Tôi không phải là bố cậu. Bố. Cậu là ai? Cậu là ai? Bố cậu bị bệnh Alzheimer, một bệnh mất trí không thể chữa được. Bố. Bố ơi. Thường bị cuộc sống quấn vào những vòng xoáy cơm gạo áo tiền mà quên đi mất mọi thứ đều vô giá trị khi không còn những người thân yêu bên cạnh. Tiền nào có thể mua được thời gian đã qua, và đời người thì chỉ hữu hạn mà thôi.